vậy đi Tôn. Thì để em bào nha. Giờ sáng rồi. Nè, yeah, lên bàn lên Tôn ơi. Mẹ đi nè. Nằm giữa chùa. Nè, lên cao đi chưa? Giống mẹ đó. Nè, cao giống mẹ đó. Rồi đó. Chùa như cái số nha. Họ đưa vô chùa này là cũng nào cũng chắc là không đêm chút sai hết. Như số. Đúng không? Họ vô chùa này là đến sáng, đến đâu đêm chút sai. Rồi đó, vậy là được á. Chùa này rất to vậy. Biết hả? Rất to. Chùa này rất to nè. Đúng nè. Ủa mà ngày mai mình được nghỉ hả? Đâu, hôm nay là mình được nghỉ chị 1 giờ rồi. Hôm nay là mình được nghỉ rồi. Hôm nay là lát mình đang làm ngày mới rồi chị. Về nhà nhủ hả? Bây giờ mình làm ngày mới rồi đó. Ờ, mà sao tụi mình làm ngày mới một khỏe vậy? Còn khỏe mà chị. Cái cuộc chơi của mình ngày bữa nào mình cũng về sớm hơn người ta hết trơn á. Sáng hôm nay tới sáng hôm sau là về sớm, cho nên mình về rồi. Lúc 9-10 giờ mới là khuya đúng không? Ngày nào đoàn mình cũng được về sớm. Đúng rồi, lúc mà về 9-10 giờ là khuya. Sáng sớm. Xong rồi chị Dân vô. Chị Dân vô, ủa mãi em về nào vậy? Em đi mua thêm bia nè. Để em chạy đi. Tiểu Mã, em đi mua mồi với anh nha. Dâm lên cái tấu dâm lên. Để ngồi chơi với ông nội nha. Đó là sản phẩm Sacco, sản phẩm giảm mỡ cho những người tập giỏi như tôi. Những người có vận động và tập giỏi như tôi nên nói Sacco. Sacco cảm ơn nhà tài trợ rất nhiều. Cindy xin cảm ơn nhà tài trợ Sacco rất nhiều. Nhờ Sacco mà từ một trái xanh, 6 mũi. Vạm vỡ, nhờ Sacco, Sacco, Sacco. Cảm ơn nha, cảm ơn trà giảm cân Jacko nha. Sẽ cho anh một trong những người cắt tơ lương. Hôm nay là có da lớn luôn là anh Tuấn Joy. Một trong những người rất giỏi giỏ, là có vận động luôn quý vị. Vận động có thể giữ nha. Còn nếu mà mình không vận động á, có cái loại không vận động luôn. Cái loại này là dễ cho những người vận. Jacmin, còn đây là Jacko. Jacmin là không vận động, Jacko là vận động mạnh. Cho những người tập thể dục cường là cường độ mạnh. Là sẽ xuống lệ lắm. Điều trị về mụn và về nám, về tàn nhang rất tốt. Về mụn là mụn dưới da, như nghệ sĩ như Việt Hương đánh hướng rất là nhiều. Thì hoặc là các bạn văn phòng á,
đánh phấn á, thì mình ở máy lạnh hoặc là mình đi nắng tích da nó mụn dưới da, thì khi quay hình lên nó có lợn cợn rồi nè. Thì các bạn ở đây làm về cái chế độ nó rất là tốt mà giá rất là hợp lý, là giá là 350 một liệu trình ha. Trình da bình thường như Việt Phương là trình 3 liệu trình là đã hết rồi, mà còn được 3 liệu trình là 1.050.000, mà còn được hết 50 phải còn 1.000.000 thôi. Thì khi mà Việt Phương tới làm thì Việt Phương cũng trải nghiệm thử là có các bạn làm như thế nào. Thì xương thì ba làm nhẹ nhàng để được cái nước da nó mập mạc nhất là luôn có thể đóng cái vai này. Thì cảm ơn Seoul thì ba rất là nhiều, và họ có tới 22 chi nhánh nữa nha, 22 chi nhánh trên toàn đất nước Việt Nam. Và đặc biệt là sau khi làm cho Việt Hương đẹp xong thì Seoul thì ba rất là khoái chí, nó đồng hành cùng với Việt Hương để sản xuất cái series này của đạo diễn Triệu View Mr. To. Mời các bạn xem nhé. Ông đã hết chưa? Rồi. Rồi máy chạy quay. Đi ra bắn game thôi. Đi ra bắn game. Mọi người đi ra bắn game. Rồi đang ăn nha, bà mẹ chạy vô nè, bà mẹ ơi. Số 1, 2, 4, 1, 2, 3, cười. Anh Tài, tôi mới sợ. Cười xong rồi nói, cười xong rồi đứng lại, cười. Quay qua, tao động nội của mày đó mạnh lên. Anh đi nãy vô mày ơi. Thôi ai ta, anh gì ta. Ê, không phải gì cả nha, chưa có xong rồi, chưa hỏi nha. À, thế là vậy. Ô, trời ơi, tay này đi, tới mày mày. Chửi chửi lên, chửi thành cho chửi lên. Mày đi lên cho chửi lên luôn. Tao quay mẹ 8 giờ mà. Giờ này mày mới tới, làm sao mày? Để tin nhắn còn là hỏi là 7 rưỡi anh lên luôn. Bây giờ dán cho nó xong rồi mới chào nha. Còn chưa xong thì chửi được. Ừ, dán cho mới bận, dán chưa bận. Dán cho nó. 8 rưỡi phải không? Cho nó kêu cho nó kêu. Cho qua. Đám này là em út của tôi. Anh Di Cáp, sao mắt cắp tạm biệt. Sao mắt cắp tạm biệt. Cuốn nè, cuốn nè, thích cuốn. Cuốn nè, cuốn nè, thích cuốn. Cuốn nè, cuốn nè, thích cuốn. Cuốn nè, cuốn nè, cuốn nè, thích cuốn. Cuốn nè, cuốn nè, thích cuốn. Cuốn nè, cuốn nè, thích cuốn. Cuốn nè, ở đây có chỗ cho mình lên tiếng hả? Chờ cho đi nha, chờ cho đi nha. Tất cả mọi người nha. Nắm không nổi một khô. Mà ba. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi. 3, 2, 1, chỉ hít. Nắm không nổi một khô mà phải đặt dạy đời người khác. Xã hội bây giờ rất nhiều người thích thể hiện. Chị Văn về nhà luôn nè. Chị vô đây chị giật nè, bên đây kiếm chị nè, bên đây chị đạp này đi. Rồi. Rồi em tiếp tục em quánh nàng chị. Hiểu không? Không chị chạy được, chị có cớ rồi. Không, chị đá rồi, chị dặn ra đây. Chị giờ, rồi một chị đi. Sáng thằng Tân Nhi. Bận. Cùng với một người
ở bên trong giúp mệt giúp vui. Đoàn em tới nó rải đồ ăn giống như là xuống día vậy quý vị, nó ăn tàn mà em đạo diễn quậy khí thế luôn quý vị đó. Đoàn nhậu lắm, đàn ông á đóng quay phim giang hồ mà đàn ông đằng nào nó dạm dở gì đạo diễn vậy đó, ăn chè quay phim giang hồ ăn chè ăn cái cây cốc ổi chim xài lắm đó chè mà nó ăn chưa đâu quý vị, nó ăn đây thôi xong là trợ lý em biết cắt cái cây rồi có cái gì coi chút nữa nó nến nết nó ăn cái cây tới em ơi. Bởi vậy cái số của em phải phục vụ đồ ăn đi tới đâu ăn tới đó nặng đàn em giờ làm việc sang quý vị sang không, tại vì từ ngày có bộ đàm em tặng tới giờ sang lắm quý vị ơi, nói ạt lắm nói nhỏ này đó đàn để đầu diễn là hoàng minh ạt tô lại chủ yếu là biết sao thì thằng nào mất bỏ đàn có phải xì xe vẫn nên nói thêm xì xe vẫn nên này quần chú chi phô phải xì xe vẫn nên này thêm quần chú chi phô phải xì xe vẫn hai đứa bay cửa gì? Hai đứa bay ra cửa gì? Mau kêu thằng tiểu mã cưới vợ sinh con để phò có cháu bọc ẩm mau kêu thằng tiểu mã nó cưới vợ. Mau hai đứa bay cửa gì? Mau kêu thằng tiểu mã nó lấy vợ sinh con đi để cho phò có cháu. Suy nghĩ thôi.
chị đá vậy thôi chị, chị đá đẹp lắm. Mà đá chân nào? Chân bả. Đấy cái thằng dạy võ mày đi rồi. Dạ, em đi kích năng lượng cho mấy chị. Đá bên phải bên trái gì kìa. Vô. Nhiên, con ngốc. Dưỡng, 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 dưỡng. Bây giờ đó, thiền chị. Cứ vậy hoài. Mỗi một tiểu thương tôi coi như tôi và chị Đại, tôi là chị Đại. Tôi và chị Đại coi như một gia đình ruột thịt. Mày quên tao là cái gì hả? Tao là em ruột của chị Đại, hiểu chưa? Mày hay lắm, bữa đó tao đã phá cái vụ ông cho người đập phá tiệm tạp hóa của em tôi thì tôi có thể bỏ qua. Nhưng nếu ông đụng vào chợ mới thì chính tay tôi sẽ giết ông đó. Cái vụ ông đập phá cái tiệm tạp hóa của em tôi có thể tôi sẽ bỏ qua.